Sách ECT chương 1. Xảy trong đời vua Asuero, tức Asuero kia mà cai trị trên 127 tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia. Khi vua ngự ngôi vương quốc tại Susa, kinh đô người, nhằm năm thứ ba đời trị vì mình, người bày ra một bữa tiệc yến cho hết thảy quan trưởng và thần bộc mình. Đạo binh nước Pherosơ và Medi, các bậc sang trọng cùng các quan cai của hàng tỉnh đều ở trước mặt người. Trong nhiều ngày, tức trong 180 ngày, người bày tỏ sự giàu có sang trọng của nước và sự oai nghi rực rỡ của người. Khi các ngày đó đã qua rồi, vua bày đãi hết thảy dân sự đang có ở tại kinh đô Susa, hoặc lớn hay nhỏ, một cuộc tiệc yến 7 ngày tại nơi hành lang của thượng uyển. Tư bề có treo màn trướng sắc trắng, xanh lá cây và xanh da trời, dùng dây gai màu trắng và màu tím cột vào vòng bạc và trụ cẩm thạch. Các giường sập bằng vàng và bạc, đặt trên nền lót cẩm thạch đỏ và trắng, ngọc phụng và cẩm thạch đen. Người ta đãi uống bằng chén vàng, những chén nhiều thứ khác nhau và có ngự tửu rất nhiều, cho xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Người ta uống rượu tùy theo lệnh truyền, chẳng ai ép phải uống, vì vua đã truyền các thần tể cung điện hãy làm tùy ý của mỗi người muốn. Hoàng hậu Vả Thi cũng đãi một bữa tiệc cho các người nữ tại cung vua Asuero. Qua ngày thứ bảy, vua uống rượu hứng lòng rồi, bèn truyền cho Mehuman, Bittha, Hạc-bô-na, Bittha, A-bát-tha, Sê-thạc và Cạc-cách, tức bảy hoạn quan hầu trực vua Asuero, dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua, đội mão triều hoàng hậu, đặng tỏ ra phết lịch sự của bà cho dân sự và cho các quan trưởng xem thấy, vì tướng mạo bà rất tốt đẹp. Nhưng hoàng hậu Vả Thi không khứng đến theo mạng của vua truyền bởi các hoạn quan. Vua bèn nổi giận dữ, phát nóng nả trong lòng. Vả thường khi vua có sự gì, bèn hỏi bàn các người rõ luật thông pháp. Những quan kế cận vua hơn hết là Cạc Sê-na, Sê-thạc, Ác-ma-tha, Ta-rê-si, Mê-re, Mạc Sê-na, Mê-hu-can, tức bảy quan trưởng của nước Pherosơ và Mê-đi, thường thấy mặt vua và ngồi bậc cao nhất trong nước. Bây giờ vua hỏi chúng rằng: hoàng hậu Vả Thi chẳng có vâng theo mạng của vua Asuero cậy các hoạn quan truyền cho, vậy thì theo luật pháp chúng ta phải xử bà thế nào? Memucan thưa trước mặt vua và các quan trưởng rằng: Vả Thi chẳng những làm mất lòng vua mà thôi, nhưng lại hết thảy những quan trưởng và dân sự ở trong các tỉnh của vua Asuero. Vì việc này đồn ra trong các người nữ, khiến họ khinh bỉ chồng mình, nói rằng vua Asuero có biểu dẫn hoàng hậu Vả Thi đến trước mặt vua mà nàng không có đến. Ngày nay, các vợ quan trưởng Pherosơ và Medi mà đã hay việc hoàng hậu đã làm, cũng sẽ nói một cách với chồng mình, rồi sẽ có lắm điều khinh bỉ và cơn giận. Nếu đẹp ý vua, khá dáng chiếu chỉ, chép vào trong sách luật pháp của nước Pherosơ và Medi chẳng hề hay đổi đặng rằng Vả Thi sẽ chẳng còn vào đến trước mặt vua Asuero nữa. Vua khá ban vị hoàng hậu của Vả Thi cho một người khác tốt hơn nàng. Khi chiếu chỉ của vua làm đã được truyền khắp trong nước vua, vì nước thật rộng lớn, thì các người vợ tất phải tôn kính chồng mình, từ người sang trọng cho đến kẻ nhỏ hèn. Lời này đẹp ý vua và các quan trưởng. Vua bèn làm theo lời của Memucan đã luận, hạ chiếu cho các tỉnh của vua theo chữ và tiếng của mỗi tỉnh mỗi dân, mà bảo rằng mỗi người đàn ông phải làm chủ của nhà mình và lấy tiếng bản xứ mình mà dạy biểu. Chương 2. Sau các việc ấy, khi cơn thạnh nộ vua Asuero đã nguôi lại, thì người bèn nhớ lại Vả Thi và việc nàng đã làm cùng sự đã chỉ định cho nàng. Các cận thần vua thưa rằng: khá tìm cho vua những nữ đồng trinh tốt đẹp, và xin vua hãy sai khiến những quan đi khắp các tỉnh của nước vua, nhóm hiệp hết thảy nữ đồng trinh tốt đẹp đến Susa là kinh đô, dẫn vào hậu cung và giao phó cho Hegai, hoạn quan của vua, thay
thái giám những cung phi, rồi phát cho chúng những hương phẩm cần dùng cho sự tẩy uế. Hễ con gái trẻ nào được đẹp lòng vua, khá lập hoàng hậu thế cho vả thi. Lời ấy đẹp lòng vua, vua bèn làm như vậy. Ở tại kinh đô Susa, có một người Juda tên là Mạc Đô Chê, con trai của Giai-rơ, cháu của Si-mê-i, chắc của Kích người Benjamin. Người bị bắt dẫn khỏi Jerusalem với những kẻ bị bắt làm phu tù đồng một lượt với Jeconia, vua Juda, mà Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã bắt làm phu tù. Người bảo dưỡng Hadasa, tức là Esete, con gái của cậu mình, vì nàng không có cha mẹ. Người thiếu nữ ấy là tốt tươi hình dạng, đẹp đẽ dung nhan. Vậy khi cha mẹ nàng đã qua đời rồi, Mạc Đô Chê nhận nàng làm con gái mình. Xảy ra khi mạng lệnh của vua và chiếu chỉ người đã được rõ biết, khi có nhiều con gái trẻ đã nhóm hiệp tại kinh đô Susa giao phó cho Hegai trưởng quản, thì Esete cũng được đem đến cung vua giao phó cho Hegai quan thái giám các cung phi. Con gái trẻ đó đẹp lòng Hegai và được ơn trước mặt người. Người lật đật ban cho nàng những hương phẩm cần dùng sự tẩy uế và những vật nhật dụng của nàng, cung cấp cho nàng 7 con gái tơ chọn lấy trong cung vua. Đoạn Hegai dời nàng với các con gái tơ vào trong một cái phòng tốt nhất của cung phi tần. Esete chẳng tỏ ra dân mình và quê hương mình vì Mạc Đô Chê có dặn nàng đừng tỏ ra cho ai biết. Mỗi ngày Mạc Đô Chê đi dạo chơi trước sân của cung các phi tần để cho biết Esete có bình yên chăng và nàng sẽ ra thế nào. Mỗi con gái trẻ chiếu theo lệ định mà dọn mình cho tinh sạch trong 12 tháng. 6 tháng dùng dầu một dược, 6 tháng dùng thuốc thơm cùng những hương phẩm cần dùng về sự tẩy uế. Sau kỳ ấy đã mãn rồi, mỗi con gái trẻ theo phiên thứ mà đến cùng vua Asheru. Họ vào chầu vua như vậy: phàm vật gì nàng muốn đem theo từ cung phi tần đến cung điện vua thì họ liền ban cho. Buổi tối thì nàng đi đến, còn sớm mai trở về hầu cung thứ nhì. Có Sa-ách-ga là hoạn quan của vua, thái giám các phi tần coi sóc. Nàng không hề vào cùng vua nữa, miễn là nàng đẹp ý vua và được vua đòi tên mình. Khi phiên Esete, con gái của Abihai, cậu của Mạc Đô Chê, là người đã nhận nàng làm con, đã đến để đi vào cùng vua, thì nàng chẳng cầu xin gì hết ngoại trừ điều Hegai, hoạn quan vua, thái giám các phi tần đã định cho. Esete được ơn trước mặt mọi người thấy nàng. Ấy vậy, Esete được đưa đến cùng vua Asheru trong cung vua nhằm tháng 10 là tháng Tebet, năm thứ 7 đời người trị vì. Vua thương mến Esete nhiều hơn các cung nữ khác và nàng được ơn tại trước mặt vua hơn những nữ đồng trinh. Vua đội mão triều thiên trên đầu nàng và lập nàng làm hoàng hậu thế cho vả thi. Đoạn vua bày một tiệc lớn đãi các quan trưởng và thần bộc mình, tức tiệc yến của bà Esete. Vua rộng tha thuế cho các tỉnh và ban thưởng xứng đáng theo bậc giàu sang của vua. Khi các nữ đồng trinh hiệp lại lần thứ nhì, thì Mạc Đô Chê ngồi ở nơi cửa vua. Esete y như lời Mạc Đô Chê đã dặn mình, không tỏ cho ai biết quê hương và tông tộc mình, vì Esete làm theo điều Mạc Đô Chê dặn nàng như khi nàng còn được bảo dưỡng nơi nhà người. Trong các ngày đó, Mạc Đô Chê đang ngồi nơi cửa vua, có 2 hoạn quan của vua trong bọn kẻ giữ cửa là Bích Thang và Thê-rết nổi giận toan mưu tra tay vào vua Asheru. Việc ấy thấu đến Mạc Đô Chê biết, người học lại cho hoàng hậu Esete. Bà Esete nhân tên Mạc Đô Chê tâu lại cho vua. Người ta bèn tra hạch việc đó, thấy quả thật như vậy, rồi cả 2 đều bị treo nơi cây hình. Đoạn họ chép điều đó trong sách sử ký tại trước mặt vua. Chương 3. Sau các việc ấy, vua Asheru thăng chức cho Haman, con trai của Hammedatha người Agag, và làm nổi danh người, đặt ngôi người trên các quan trưởng ở cung vua. Hết thảy thần bộc ở tại nơi cửa vua đều cúi xuống lại Aman, vì về phần người vua đã truyền bảo như vậy.
nhưng Mạc-đô-chê không cúi xuống cũng không lại người. Các thần bộc ở nơi cửa vua bèn nói với Mạc-đô-chê rằng: cớ sao ông phạm mạng vua? Sải vì chúng nói với người ngày này qua ngày kia mà người chẳng khứng nghe đến, thì chúng cáo cho Haman hay đặng thử xem sự tình của Mạc-đô-chê có thắng chăng, vì người đã tỏ cho chúng rằng mình là người Giu-đa. Khi Haman thấy Mạc-đô-chê không cúi xuống và không lại mình, bèn nổi giận dữ. Người ta đã học cho Haman biết Mạc-đô-chê là người Giu-đa, nên người cho sự tra tay trên một mình Mạc-đô-chê là một sự nhỏ mọn. Người bằng tìm mưu giết hết thảy dân Giu-đa là tông tộc của Mạc-đô-chê ở trong toàn nước Asheru. Tháng Giêng là tháng Ni-san, năm thứ 12 đời vua Asheru, người ta bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, mỗi ngày, mỗi tháng tại trước mặt Haman, cho đến tháng 12 là tháng Ada. Haman tâu với vua Asheru rằng: có một dân tộc tản mạn tải rác ra giữa các dân tộc trong những tỉnh của nước vua. Luật pháp của chúng nó khác hơn luật pháp của các dân khác, lại chúng nó cũng không tuân theo luật pháp của vua. Dung chúng nó chẳng tiện cho vua. Nếu điều đó vừa ý vua, khá dáng chiếu chỉ truyền tuyệt diệt chúng nó đi, rồi tôi sẽ cân 10.000 ta lân bạc phó vào tay những quan đốc tư để đem vào kho vua. Vua bèn cởi chiếc nhẫn khỏi tay mình trao cho Haman, con trai Hammedatha người Agag, kẻ cừu địch dân Giu-đa. Vua nói với Haman rằng: bạc đã ban cho ngươi, dân sự cũng phó cho ngươi, để làm điều chi mặc ý ngươi. Tháng Giêng ngày 13 thì đòi những thầy thơ ký của vua đến. Rồi tùy theo mọi điều Haman truyền dặn, người ta nhân danh Asheru viết chiếu cho các quan trấn thủ của vua, cho các quan cai quản mỗi tỉnh và cho trưởng tộc của mỗi dân tộc. Tỉnh nào dùng chữ nấy, dân tộc nào theo thổ âm nấy. Đoạn họ lấy chiếc nhẫn của vua mà đóng ấn. Rồi họ gửi các thơ bởi lính trạm cho các tỉnh của vua, đặng giải biểu rằng nhằm ngày 13 tháng 12, tức là tháng Ada, phải trừ diệt, giết chết và làm cho hư mất hết thảy dân Giu-đa trong một ngày đó, vô luận người già, kẻ trẻ, con nhỏ hay là đàn bà, và cướp giật tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được tuyên bố trong mỗi tỉnh, có bản sao lục đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho chúng đều sẵn sàng về ngày đó. Các lính trạm vâng lệnh vua vội vàng đi ra. Chiếu chỉ này cũng truyền ra tại kinh đô Susa. Đoạn vua và Haman ngồi lại uống rượu, còn thành Susa đều hoảng kinh. Chương 4. Vả khi Mạc-đô-chê biết hết mọi điều ấy, bèn xé áo mình, mặc lấy một cái bao và phủ tro, rồi đi ra giữa thành, lấy tiếng lớn kêu khóc cách cay đắng. Người cũng đi đến tận trước cửa vua, vì ai mặc cái bao bị cấm không cho vào cửa của vua. Phàm trong mỗi tỉnh, nơi nào mạng lệnh vua và chiếu chỉ người đã đến, thì trong dân Giu-đa bèn có sự thảm sầu, kiêng cử ăn, khóc lóc và kêu vang. Lại có nhiều người lấy bao và tro làm giường mình. Các nàng hầu bà Esete và những hoạn quan bà đều đến thuật lại sự ấy cho bà. Hoàng hậu bèn buồn rầu lắm, gửi quần áo cho Mạc-đô-chê mặc để lột bao khỏi mình người, nhưng người không khứng nhận. Bây giờ bà Esete gọi Ha Thác, một hoạn quan của vua mà vua đã đặt hầu trực bà, rồi biểu người đi đến Mạc-đô-chê hỏi cho biết có việc gì và nhân sao đã có vậy. Ha Thác bèn đi ra đến Mạc-đô-chê tại nơi phố thành ở trước cửa vua. Mạc-đô-chê thuật lại mọi điều đã xảy đến mình và số bạc Haman đã hứa đóng vào kho vua đặng có phép tuyệt diệt dân Giu-đa. Người cũng đưa cho hoạn quan một bản sao lục chiếu chỉ đã truyền ra tại Susa đặng tuyệt diệt dân Giu-đa, để hoạn quan chỉ cho bà Esete xem và biết, cùng biểu người khuyên bà vào cùng vua. Trước mặt vua, nài xin ơn vua và cầu khẩn dùm cho dân tộc mình. Ha Thác bèn trở về thuật lại cho bà Esete mọi lời của Mạc-đô-chê. Bây giờ bà Esete nói với Ha Thác và sai người nói lại với Mạc-đô-chê rằng: các thần bộc và dân chúng các tỉnh của vua đều biết rằng, hễ ai
bất luận nam hay nữ vào cùng vua tại nội viện mà không được lệnh vời, thì ai đó theo luật đã định tất phải bị xử tử đi, miễn là được vua giơ cây phủ việc vàng ra thì mới sống. Nhưng đã 30 ngày rày, tôi không được vời vào cung vua. Người ta thuật lại cho Mardochê các lời của bà Esther. Mardochê biểu đáp lại cùng bà Esther rằng: chớ thầm tưởng rằng ở trong cung vua ngươi sẽ được thoát khỏi phải hơn mọi người Giu-đa khác. Vì nếu ngươi làm thinh trong lúc này đi, dân Giu-đa hẳn sẽ được tiếp trợ và giải cứu bởi cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi đều sẽ bị hư mất. Song nào ai biết rằng chẳng phải vì có cơ hội hiện lúc này mà ngươi được vị hoàng hậu sao? Bà Esther bèn biểu đáp lại cùng Mardochê rằng: hãy đi nhóm hiệp các người Giu-đa ở tại Su-sơ, rồi hãy vì tôi kiên cử ăn trong 3 ngày và đêm, chớ ăn hay uống gì hết. Tôi và các nàng hầu tôi cũng sẽ kiên cử ăn nữa. Như vậy tôi sẽ vào cùng vua là việc trái luật pháp. Nếu tôi phải chết thì tôi chết. Mardochê bèn đi và làm theo mọi điều bà Esther đã dặn biểu mình. Chương 5. Ngày thứ 3, bà Esther mặc đồ triều phục và ra chầu đứng tại nội viện đối trước cung điện vua. Vua đang ngự trên ngôi tại trong cung điện trước cửa đền. Vừa khi vua thấy hoàng hậu Esther đứng chầu nơi nội viện, thì bà được ơn trước mặt vua. Vua giơ ra cho bà Esther cây phủ việc vàng ở nơi tay mình. Bà Esther lại gần và rờ đầu cây phủ việc. Vua nói với bà rằng: hỡi hoàng hậu Esther, ngươi muốn chi, cầu xin điều gì, dầu xin đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho ngươi. Esther nói: nếu nhiệm ý vua, xin vua và Haman ngày nay hãy đến dự tiệc yến mà tôi đã dọn cho vua. Vua bèn bảo rằng: hãy kiếp vời Haman đến, đặng làm y như hoàng hậu đã nói. Đoạn vua và Haman đi đến dự tiệc yến của bà Esther đã dọn. Trong lúc dự tiệc rượu, vua hỏi bà Esther rằng: nàng xin điều gì tất sẽ nhậm cho, nàng cầu khẩn việc gì dầu đến phân nửa nước cũng sẽ ban cho. Bà Esther đáp rằng: này, điều tôi cầu xin và sự tôi ước ao, nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua lấy làm thiện mà nhậm lời tôi cầu xin và làm điều tôi ước ao, xin vua và Haman hãy đến dự tiệc yến mà tôi sẽ dọn, rồi ngày mai tôi sẽ làm theo lời vua dạy biểu. Trong ngày đó, Haman đi ra vui vẻ và lòng hớn hở. Nhưng khi Haman thấy Mardochê ở nơi cửa vua không đứng dậy, cũng không chuyển động vì mình, bèn đầy dẫy lòng giận dữ Mardochê. Dẫu vậy, Haman nín giận lại, trở về nhà mình, sai người gọi đến các bạn hữu và Seret là vợ mình. Haman thuật cho chúng sự giàu có sang trọng mình, số đông con cái mình và mọi sự vua làm cho mình được sang cả. Thế nào vua cất mình cao hơn các quan trưởng và thần bộc của vua. Haman cũng nói: trừ ra một mình ta, hoàng hậu Esther chẳng vời ai cùng vua đến dự tiệc yến của bà đã dọn, và ngày mai ta lại được mời dự nơi nhà người với vua. Song mọi điều đó chẳng ích gì cho ta cả, hễ lâu chừng nào ta thấy Mardochê người Giu-đa ngồi tại cửa vua. Seret vợ người và các bạn hữu người đều nói rằng: hãy biểu dựng một mộc hình cao 50 thước, rồi sớm mai hãy cầu vua khiến cho người ta treo Mardochê tại đó. Đoạn ông hãy khoái lạc đi dự tiệc yến cùng vua. Điều đó lấy làm đẹp lòng Haman, người bèn truyền dựng cây mộc hình. Chương 6. Đêm đó vua không ngủ được, nên truyền đem sách sử ký đọc tại trước mặt vua. Người ta thấy có chép rằng Mardochê đã tỏ ra mưu của Bích Thang và Theret, hai hoạn quan của vua, trong bọn kẻ giữ cửa toan tra tay vào vua Assyru. Vua nói: vì công sự ấy Mardochê có được sự vinh hiển và tước vị gì chăng? Các người cận thần của vua đáp rằng: người chẳng được chi hết. Vua hỏi: ai ở nơi viện trung? Vả Haman đến ngoài viện của cung vua, đặng cầu vua truyền treo Mardochê nơi mộc hình mà người đã dựng cho Mardochê.
Các thần bộc của vua thưa rằng: Kìa, Haman đứng nơi viện trung. Vua bèn nói: Người hãy vào. Haman bèn vào. Vua nói với người rằng: Phải làm chi cho người nào vua muốn tôn trọng? Haman nghĩ thầm rằng: Vua há muốn tôn trọng người nào khác hơn ta sao? Vậy Haman bèn tâu rằng: Hễ người nào vua muốn tôn trọng, khá đem cho áo triều của vua mặc, ngựa của vua cởi, và đội mão triều thiên vua trên đầu người đó. Áo triều và ngựa thì hãy giao vào tay của một triều thần tối tôn của vua, để mặc cho người mà vua muốn tôn trọng, dẫn người cởi ngựa dạo chơi các đường phố của thành nội và la lên rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Vua nói với Haman rằng: Hãy mau mau đem áo triều và ngựa y như lời ngươi nói mà mặc cho Mạc-đô-chê người Giu-đa đang ngồi tại nơi cửa vua, chớ bỏ qua gì hết về mọi điều ngươi đã nói. Haman bèn lấy áo triều và ngựa mặc cho Mạc-đô-chê, rồi dẫn người cưỡi ngựa dạo qua các đường phố của thành nội mà hô lên trước mặt người rằng: Người mà vua muốn tôn trọng được đãi như vậy. Đoạn Mạc-đô-chê trở về cửa vua, còn Haman lật đật trở về nhà mình, thảm buồn và trùm đầu lại. Haman thuật lại cho Seret vợ mình và các bạn hữu mình hay mọi điều đã xảy đến cho mình. Khi ấy, các người khôn ngoan và Seret vợ người nói rằng: Ông đã khởi mọi sa bại trước mặt Mạc-đô-chê rồi. Nếu hắn quả thuộc về dòng dõi dân Giu-đa, thì ông sẽ chẳng thắng hắn được đâu, nhưng sẽ sa bại quả hẳn trước mặt người. Khi chúng còn đang nói chuyện với người, các hoạn quan của vua đến, lật đật đưa Haman đến dự tiệc yến mà bà Esther đã dọn. Chương 7. Vậy, vua và Haman đến dự tiệc rượu với hoàng hậu Esther. Ngày thứ hai, trong khi dự tiệc rượu, vua cũng nói với bà Esther rằng: Hỡi hoàng hậu Esther, ngươi muốn xin sự gì, tất sẽ ban cho ngươi, muốn cầu gì, dầu cho đến phân nửa nước, tất cũng ban cho. Hoàng hậu Esther thưa lại rằng: Ôi vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua và nếu vua vừa ý, xin vua hãy nhậm lời cầu khẩn tôi mà ban mạng sống cho tôi, và theo sự nài xin tôi mà ban cho tôi dân tộc tôi. Vì tôi và dân tộc tôi đã bị bán để hủy diệt, giết chết và làm cho hư mất đi. Vả, nếu chúng tôi bị bán để làm nô lệ, tất tôi đã nín lặng, mặc dầu kẻ thù nghịch chẳng bồi thường sự thiệt hại cho vua lại được. Vua Ashuru nói với hoàng hậu Esther rằng: Kẻ dám toan lòng làm như vậy là ai và nó ở đâu? Bà Esther thưa: Kẻ cừu thù ấy là Haman độc ác kia. Haman đang lấy làm khiếp vía trước mặt vua và hoàng hậu. Vua nổi thạnh nộ, đứng dậy khỏi bữa tiệc, đi ra nơi ngự viện. Còn Haman vì thấy rõ vua nhất định giáng họa cho mình, bèn ở lại nài khẩn hoàng hậu Esther cứu sanh mạng mình. Khi vua ở ngoài ngự viện trở vào nhà tiệc, thì Haman đã phục xuống trên ghế dài nơi bà Esther đang ngồi. Vua bèn nói: Trong cung, tại trước mặt ta, nó còn dám lăng nhục hoàng hậu sao? Lời vừa ra khỏi miệng vua, người ta liền che mặt Haman lại. Hạc-bô-na, một hoạn quan chầu trực vua, rằng: Kìa, cây mộc hình cao 50 thước mà Haman đã sắm dựng tại trong nhà mình cho Mạc-đô-chê là người đã nói trung tín để cứu vua. Vua rằng: Hãy treo nó lên đó. Người ta bèn treo Haman nơi mộc hình mà hắn đã dựng lên cho Mạc-đô-chê. Rồi cơn giận vua bèn nguôi đi. Chương 8. Ngày đó, vua Ashuru ban cho hoàng hậu Esther cái nhà của Haman kẻ ức hiếp dân Giu-đa. Còn Mạc-đô-chê đi vào trước mặt vua vì bà Esther đã bày tỏ người là thân thuộc mình. Vua cởi chiếc nhẫn mà người đã lấy nơi Haman và ban cho Mạc-đô-chê. Bà Esther đặt Mạc-đô-chê trên nhà Haman. Bà Esther lại còn nói trước mặt vua và phục xuống dưới chân người mà khóc lóc, cầu xin vua diệt mưu ác mà Haman người Agag đã toan ý hại dân Giu-đa. Vua đưa cây phủ việc vàng ra cho bà Esther,
Đoạn bà trỗi dậy và đứng trước mặt vua mà rằng: Nếu vừa ý vua, nếu tôi được ơn trước mặt vua, nếu vua lấy việc làm tiện ích và tôi được đẹp mắt vua, thì xin vua hãy hạ chiếu đặng bãi các thơ mưu mẹo của Haman, con trai Hammedatha người Agag viết đặng truyền giết những dân Juda ở trong các tỉnh của vua. Vì nỡ nào tôi thấy được tai nạn xảy đến cho dân tộc tôi, và lòng nào nỡ xem được sự hủy diệt dòng dõi tôi. Vua Asheru nói với hoàng hậu Esete và Mardochê người Juda rằng: Này, ta đã ban cho bà Esete nhà của Haman, còn hắn người ta đã xử treo một hình, bởi vì hắn đã tra tay ra làm hại người Juda. Vậy hai ngươi cũng hãy nhân danh vua mà viết về dân Juda điều gì vừa ý hai ngươi, rồi lấy chiếc nhẫn của vua mà ấn dấu. Vì một tờ chiếu chỉ nào viết nhân danh vua và ấn dấu với chiếc nhẫn của vua không thể bãi được. Bây giờ nhằm tháng 3 là tháng Sivan, ngày 23, những thầy thơ ký được gọi vào. Họ y theo mọi điều Mardochê dạy biểu mà viết cho dân Juda, các quan trấn thủ, các quan cai quản và những đầu trưởng của các tỉnh từ Ấn Độ cho đến Ethiopia, tức 127 tỉnh, viết cho tỉnh nào dùng chữ nấy, cho dân tộc nào theo thổ âm nấy, và cho dân Juda thì theo chữ và tiếng của họ. Mardochê viết nhân danh vua Asheru và ấn dấu bằng chiếc nhẫn vua, rồi sai lính trạm đem thơ đi cởi ngựa hăng và ngựa nòi, bởi ngựa để giống sinh ra. Chiếu chỉ ấy tỏ rằng vua ban phép cho dân Juda ở trong các tỉnh các thành của nước Asheru hiệp lại nổi trong một ngày, là ngày 13 tháng 12, tức tháng Ada, đặng binh vực sanh mạng mình, tuyệt diệt, đánh giết và làm cho hư mất quyền năng của dân cừu địch toan hãm hiếp mình, vợ và con cái mình, cùng cho phép đoạt lấy tài sản của chúng nó. Để cho chiếu chỉ được công bố trong mỗi tỉnh, một tờ sao lục chiếu đem rao cho các dân tộc biết, hầu cho người Juda sẵn sàng về ngày đó mà trả thù các cừu địch mình. Vậy những lính trạm cởi ngựa hăng và ngựa nòi, vân mạng vua thúc giục lật đật đi. Đoạn chiếu chỉ ấy được truyền ra trong kinh đô Susa. Mardochê từ trước mặt vua trở ra, mặc đồ triều phục xanh và trắng, đội một cái mão triều thiên lớn bằng vàng và mặc một cái áo dài bằng bố gai mịn màu tím. Thành Susa có tiếng reo mừng và hớn hở. Về phần dân Juda thì có sự sáng sủa, vui vẻ, khoái lạc và vinh hiển. Trong mỗi tỉnh, mỗi thành, phàm nơi nào có mạng lệnh và chiếu chỉ của vua thấu đến, thì có sự vui mừng và sự khoái lạc cho dân Juda, bữa yến tiệc và một ngày ăn lễ. Có nhiều kẻ trong các dân tộc của xứ lại nhập bọn với dân Juda, bởi vì chúng nó bắt sợ hãi dân Juda lắm. Chương 9. Tháng 12 là tháng Ada, ngày 13. Khi hầu gần ngày giờ phải thi hành mạng lệnh và chiếu chỉ của vua, tức nhằm ngày ấy mà kẻ cừu địch dân Juda ham hố lấn lướt họ. Nhưng việc đã đổi trái đi, chính các người Juda đó lại lấn lướt những kẻ ghét mình. Thì dân Juda hiệp lại tại các thành trong khắp các tỉnh của vua Asheru, đặng tra tay vào những kẻ tìm làm hại mình. Chẳng có ai chống trả nổi chúng, bởi vì các dân tộc bắt sợ hãi dân Juda lắm. Các đầu trưởng của những tỉnh, các quan trấn thủ, các quan cai quản cùng những người coi việc vua đều giúp đỡ dân Juda, vì họ kính sợ Mardochê. Vì Mardochê vốn cao trọng trong cung vua, danh tiếng người đồn ra khắp các tỉnh. Bởi người, Mardochê càng ngày càng cao trọng. Dân Juda hãm đánh các thù nghịch mình bằng mũi gươm, giết chết và tuyệt diệt chúng nó. Phàm kẻ nào ghét họ thì họ đãi theo mặt ý mình muốn. Tại kinh đô Susa, dân Juda đánh giết 500 người, và họ cũng giết phạt sang Datha, Đanh Phong, Abatha, Phoratha, Adalia, Aridatha, phạt Matasa, Arishai, Aridai và Vayesatha, tức là 10 người con trai của Haman. Cháu Hammedatha là kẻ hãm hiếp dân Juda, nhưng chúng không tra tay vào hóa tài. Trong ngày đó, người ta đem cho vua hai số những kẻ bị giết trong kinh đô Susa. Vua nói với hoàng hậu Esete rằng:
dân Giu-đa đã giết chết tại trong kinh đô Su-sơ 500 người và 10 con trai của Ha-man thay. Lại trong các tỉnh của vua, chúng còn đã làm chi nữa? Bây giờ nàng xin gì, tất ta sẽ ban cho. Nàng còn cầu chi nữa, tất sẽ làm cho. Bà Esther thưa rằng, nếu đáp ý vua, xin hãy nhậm cho ngày mai dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng làm như chiếu chỉ về ngày nay, và cho phép treo nơi một hình 10 con trai của Ha-man. Vua bèn truyền lệnh làm như vậy. Có hạ chiếu chỉ truyền ra trong Su-sơ, và người ta treo 10 con trai của Ha-man. Dân Giu-đa ở tại Su-sơ cũng hiệp lại trong ngày 14 tháng của A-đa và giết 300 người ở tại Su-sơ, nhưng chúng không tra tay mình vào hóa tài. Những dân Giu-đa khác ở trong các tỉnh của vua bằng hiệp lại binh vực cho sinh mạng mình, hãm đánh kẻ thù nghịch mình, giết 75.000 người ghen ghét mình, nhưng họ không tra tay vào hóa tài. Việc ấy xảy ra nhằm ngày 13 của tháng A-đa, còn ngày 14 tháng ấy chúng an nghỉ, lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Nhưng dân Giu-đa ở tại Su-sơ nhóm hiệp trong ngày 13 và 14 của tháng ấy, còn ngày 15 tháng ấy chúng an nghỉ và lập thành một ngày tiệc yến vui vẻ. Bởi cớ ấy, những người Giu-đa ở các nơi hương thôn lấy ngày 14 tháng A-đa là một ngày vui mừng, tiệc yến, một ngày lễ để gửi cho lẫn nhau những lễ vật. Mạc-đô-chê ghi chép các điều này và gửi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong các tỉnh của vua A-xua-ru hoặc gần hay xa, để khiến cho họ hàng năm giữ ngày 14 và 15 của tháng A-đa. Vì trong ngày và tháng ấy, dân Giu-đa đã thoát khỏi kẻ thù nghịch mình và được bình an. Sự đau đớn đổi ra mừng rỡ và ngày buồn thảm hóa ra ngày lễ. Lại bảo họ lập thành ngày tiệc yến và vui mừng, gửi cho lẫn nhau những lễ vật và bố thí cho người nghèo khổ. Dân Giu-đa nhận làm theo việc mình đã khởi làm và theo điều Mạc-đô-chê đã viết gửi cho mình, vì Ha-man, con trai Ham-mê-đa-tha dân A-gát, kẻ hãm hiếp hết thảy dân Giu-đa, có lập mưu hại dân Giu-đa đặng tuyệt diệt đi, và có bỏ Phu-rơ, nghĩa là bỏ thăm, để trừ diệt và phá hủy chúng đi. Song khi bà Esete đến trước mặt vua để tỏ ra việc ấy, thì vua ra chiếu chỉ truyền bảo rằng các mưu ác mà Ha-man đã toan hại dân Giu-đa hãy đổ lại trên đầu của hắn, và người ta treo hắn với các con trai hắn nơi một hình. Bởi cớ đó, người ta cứ theo chữ Phu-rơ mà gọi các ngày đó là Phu-rim. Lại vì có lời của thơ này và vì cớ các điều chúng đã thấy cùng bị xảy đến cho mình, nên dân Giu-đa nhận và định thường lệ cho mình, cho dòng giống mình và cho những người sẽ nhập bọn với mình. Mỗi năm phải giữ hai ngày này tùy cái thơ này và theo thì nhất định, chẳng ai nên bỏ bê. Lại người ta phải nhớ lại hai ngày ấy, và mỗi gia tộc trong mỗi tỉnh mỗi thành phải giữ nó trải qua các đời, chẳng được bỏ bê ngày Phu-rim này khỏi giữa dân Giu-đa, và kỷ niệm nó chớ hề mất khỏi dòng dõi họ. Hoàng hậu Esete, con gái của Abihai và Mạc-đô-chê người Giu-đa, lại viết thơ thứ nhì đặng khuyên dân Giu-đa gìn giữ lễ Phu-rim. Người lấy lời hòa bình và chân thật mà gửi thơ cho hết thảy dân Giu-đa ở trong 127 tỉnh của nước A-xua-ru, đặng làm chứng quyết định các ngày Phu-rim ấy theo thì tiết nhất định, y như Mạc-đô-chê người Giu-đa và hoàng hậu Esete đã dạy biểu chúng, và y như chúng đã lập lý cho mình và cho dòng dõi mình về kỳ kiêng ăn và ai khóc. Lệnh mạng của bà Esete định việc giữ các ngày Phu-rim, đoạn điều đó được chép vào sách. Chương 10. Vua A-xua-ru bắt xứ và các cù lao của biển nộp thuế. Các công sự về quyền thế và năng lực người, cả sự cao trọng của Mạc-đô-chê, vua thăng chức người lên làm sao, thảy đều có chép vào sách sử ký các vua nước Mê-đi và Phê-rơ-sơ. Vì Mạc-đô-chê người Giu-đa làm tể tướng của vua A-xua-ru trong vòng dân Giu-đa, người được tôn trọng, đẹp lòng các anh em mình, tìm việc tốt lành cho dân tộc mình và nói sự hòa bình cho cả dòng dõi mình.